Nghị quyết mới lần này đề cao nhiều tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo bản sắc Trung Quốc ở kỷ nguyên mới. Liệu người ta có thể nói là ông Tập Cận Bình đang đặt ra một dạng khế ước xã hội mới, ở đó Đảng Cộng sản bảo đảm cho người dân Trung Quốc sự thịnh vượng, giáo dục, y tế và việc làm, với một điều kiện duy nhất là không được chỉ trích Đảng và nhà nước? Oui, mais ça, je dirais, c'est pas très nouveau, hein. Depuis 1949, đúng vậy, nhưng tôi cho rằng điều này chẳng có gì là mới. Từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc khó thể cải thiện mọi thứ. Mọi chỉ trích rộng rãi và công khai nhắm vào Đảng đều bị cấm. Điểm mới ở đây là Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn xoay lưng lại với những cải cách do ông Đặng Tiểu Bình đưa ra hồi năm 1978, nhất là nguyên tắc lãnh đạo tập thể và việc nghiêm cấm tôn sùng cá nhân. Về hai điểm này, rõ ràng Tập Cận Bình đã có bước lùi. Đây thực sự là một bước đại thụt lùi, quay trở về với cách điều hành phổ biến dưới thời Mao Trạch Đông. Điều này mới thật sự đáng lo. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập tin rằng cần phải có một nhà lãnh đạo toàn năng, một quyền lực của ông ấy không bị hạn chế hoặc kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào ở vị trí người đứng đầu đất nước? Liệu đây có phải là một sự bảo đảm thành công hay không? Est-ce que c'est une garantie de succès? C'est ce qu'il, je pense, c'est ce que estime le Parti communiste, mais c'est aussi une source de risque énorme. Tôi nghĩ rằng đây là một nguồn rủi ro to lớn của việc lạm dụng quyền lực, duy trì quyền lực của một người chưa hẳn là có năng lực nhất. Việc không có một quyền giám sát từ các nhà lãnh đạo, từ các định chế khác về hành động của người đó, đây quả thật là đáng lo ngại. Do vậy, theo tôi, ý muốn tập trung hết quyền lực vào tay Tập Cận Bình, biến ông ấy thành hạt nhân của Đảng, người đứng đầu Đảng, làm lộ rõ một hình thức lo lắng nào đó về năng lực của Đảng trong việc điều hành, kiểm soát xã hội Trung Quốc, chỉ huy nền kinh tế, cũng như là duy trì một kiểu chi phối ảnh hưởng toàn diện nào đó trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc với thế giới bên ngoài. Tất cả những điều đó đang làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc lo lắng, và người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một sự thừa nhận yếu kém hơn là một biểu hiện thế mạnh. Trong bối cảnh này, liệu ông Tập Cận Bình có sẽ ngang bằng với Mao Trạch Đông, có quyền nắm giữ quyền lực đến mãn đời? Liệu Chủ tịch Trung Quốc có thể kiểm soát hết được bộ máy quyền hành tại Trung Quốc, nhất là nhờ vào công nghệ? Đúng là ông ấy kiểm soát được rất nhiều thứ và có rất ít phương tiện cho những đối thủ tiềm tàng để chấm dứt sự trị vì của Tập Cận Bình. Ông ấy kiểm soát quân đội, an ninh, việc canh giữ các bộ phận của Ủy ban Trung ương. Ông ấy giám sát tất cả những thứ khác nữa. Tóm lại, Tập Cận Bình có các phương tiện để giám sát, trước hết là các đồng nghiệp của mình từ Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương, và giám sát toàn bộ xã hội. Ở đây, người ta đang hướng đến một kiểu hệ thống Orwell có xu hướng độc tài, dù rằng người ta có thể tự hỏi về khả năng kiểm soát bằng mọi giá của Đảng trong một xã hội mỗi lúc đa nguyên hơn, một nền kinh tế ngày càng đa dạng hơn. Liệu họ có thể kiểm soát được mọi thứ hay không? Đúng là dịch bệnh COVID-19 đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc giành lại quyền kiểm soát, gia tăng khả năng kiểm soát của mình. Nhưng điều đó kéo dài được bao lâu? Đấy mới chính là câu hỏi thật sự được đặt ra. Liên quan đến vấn đề Đài Loan, nghị quyết có ghi rằng để thực hiện hoàn toàn việc thống nhất Trung Quốc, thời gian và thời điểm luôn đứng về phía chúng ta. Thưa ông, câu viết bí ẩn này có ý gì? Phải chăng đối với Trung Quốc, ngày hợp nhất hiện đang rất gần hay là xa hơn trước? Đây là một lời thừa nhận có chút gì đó trống rỗng, bởi vì đó là những gì họ muốn tin. Quả thực, Trung Quốc gia tăng áp lực và hăm dọa quân sự Đài Loan. Rồi người ta cũng thấy là Trung Quốc trang bị những loại vũ khí có khả năng đối đầu quân sự với Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó chỉ để ngăn chặn Mỹ lao vào một cuộc xung đột tiềm tàng để duy trì nguyên trạng. Nhưng mục đích thật sự của Tập Cận Bình là tăng tốc hợp nhất với Đài Loan bằng mọi cách, kể cả hăm dọa
đe dọa quân sự. Liệu ông ấy có phương tiện thực sự để khởi động một chiến dịch quân sự hay không? Tôi cho rằng hiện có một cuộc tranh luận tại Trung Quốc. Có nhiều người tỏ ra lo lắng cho một cuộc phiêu lưu quân sự có nguy cơ không chỉ làm nghèo đất nước mà còn đe dọa đến chế độ, trong mọi trường hợp là làm suy yếu chế độ. Mais menacer le régime, en tout cas le fragiliser. Et donc, c'est pour ça que ce discours est assez ambigu. Chính vì vậy mà phát biểu này khá mơ hồ và trong một trường mực nào đó đã được ông Tập Cận Bình nhắc lại trong cuộc họp trực tuyến với Joe Biden. Trong cuộc gặp này, ông ấy nói rằng Trung Quốc sẽ kiên nhẫn trong vấn đề Đài Loan. Khi thể hiện sự nhẫn nại, Tập Cận Bình đang đi ngược lại với những gì ông ấy tuyên bố cách này 2 năm. Vấn đề Đài Loan không nên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây chính là kế hoạch của ông, muốn giải quyết vấn đề này và kết thúc sự thống nhất với Đài Loan trước năm 2049. Liệu ông ấy sẽ còn ở đó vào năm 2049 hay không? Dẫu sao chăng nữa, rõ ràng ông ấy có ý định thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình này bằng mọi giá, cho dù người dân Đài Loan phản đối một sự thống nhất hoàn toàn. Do vậy, ông ấy bắt buộc phải dùng đến lời đe dọa. Nhưng ở phía bên kia, còn có Mỹ ở trước mặt, hiện đang trong tư thế chuẩn bị hơn bao giờ hết cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng. Và do đó, điều này hạn chế rất nhiều phạm vi hoạt động của Trung Quốc và Tập Cận Bình.